Thưa quý vị và các bạn, đây là những cây mai đại lộc bonsai dáng rất là đẹp chân Tết ở tại Hồ Xoán Thổi, thành phố Cần Thơ nha quý vị. Và mình review một số cây mai đại lộc cho quý vị xem nha. Giá cũng vài trăm một cây quý vị, rất rẻ. Mình đi vô trong mình review một số cây cho các bạn xem nha. Rất là đẹp luôn nè quý vị. Mai đại lộc rất là nhiều cánh luôn nè quý vị. Mai đại lộc bông này rất là to. Giá thì từ 250 cho đến 800 nha quý vị một gốc. Đây là tại bến vườn Hồ Xoán Thổi. Rất nhiều dáng bonsai rất là đẹp luôn nè quý vị. Nó nằm giống như là dáng thú vậy đó quý vị. Nụ thì rất là nhiều luôn nha quý vị. Tại dáng nằm luôn nè quý vị, rất là đẹp luôn, đen xì lì luôn. Còn qua cho bên đây nói gì, rất là nhiều. Đây nè quý vị, những cây mà nó nhỏ nè, rất là đẹp. Giá thì 200 mấy và mắc nhất là 800 nha quý vị.
sẻ một số cây mai đại lộc giá cũng rất là rẻ, từ vài trăm nhất là 800 mấy. Rồi cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.